Chào các em, đây là anh Tài đây. Liên bây giờ anh đang ngồi ở đằng mà phi trường mà trong cái thành phố Dallas, Fort Worth. Đây là một cái mà phi trường mà lớn nhất trong nước Mỹ đó. Anh đang ngồi đây đó, xong cái các em đã thấy trong cái video này đó, người ta đi xung quanh tùm lum hết trơn đó, ở cái phi trường này đó, không? Đó. Phút mà anh đang ngồi đây đó, đang chờ cái chuyến bay của anh đó, để anh bay qua cái thành phố Boston đó. Có hai nhỏ gái mà nó rất là dễ thương á, xong nó đi ngang anh đó, xong một đứa nó nhìn thẳng vô con mắt của anh đó, rồi xong rồi nó không có mà nó đi ngang gì đó, nó không đi ngang gì đó, xong cái nó nhìn thẳng mắt anh nó hoài à. Rồi xong rồi nó không có mà cắt bỏ cái mà nó nhìn mắt anh đó. Xong rồi nó đi ngang lâu vậy đó, xong rồi nó dưỡng mắt nó nhìn anh hoài à, mà nó không nói gì đó. Xong rồi anh cũng không nói gì nữa, anh thấy nó làm gì đó. Rồi xong rồi cái nó đi từ bên đây ha, nó đi ngang qua đây, rồi xong rồi anh không biết nó làm gì đó, nó đi kiếm gì đó. Rồi xong rồi cái nó đi trở lại, đi ngang ở đây trở lại, rồi xong rồi nó tiếp tục nó nhìn qua mắt anh nữa. Ok. For non-emergency is strictly prohibited. Door alarms are active and monitored by DFW police. Violators will be subject to arrest and prosecution. Please use authorized exits only. Okay. Cốt mà anh thấy nó mà nhìn anh gì đó. Hồi xưa đó anh còn nhỏ tuổi đó, anh không có biết mà cốt mà con nhỏ con gái mà nó thấy dễ thương gì đó mà hay nó đẹp gì đó, xong nó nhìn mình nữa. Anh không biết làm gì vậy. Xong liền bây giờ anh có mà vợ con rồi đó, bởi anh không có mà chọc ghẹo mấy đứa con gái cốt mà nó đi ngang nó nhìn anh thế này nữa. Ok. Mà con nhỏ con gái này đó, thí dụ như mà các em mà có bị cái hoàn cảnh đó, mà mình đi ra mình ngoài đường đó, mình đi chơi hay là mình gặp chỗ nào đó mà mình có con gái nào mà nó nhìn mặt mình hoài mà nó không có mà say qua chỗ khác đó, thì cốt ngay cốt đó đó mình phải nhìn chấp nhận là nó thích mình, bởi vì nó mới nhìn mặt mình. Còn mà con gái mà nó không thích mình đó, không bao giờ đó, mà nó bỏ cái thời gian ra đó mà nó nhìn mặt mình làm gì. Cốt mà nó có thấy cái tánh của mình hay là cái mặt mày dù mình đẹp trai hay là cái tánh tình của mình hay là cách mình ăn mặc hay là cách mình ăn nói, nó thích cái vấn đề gì đó, bởi vì nó mới mà nhìn mình, mà nó giữ con mắt nó trên cái nó nhìn thẳng vô mắt mình là hoài gì đó. Mình bị cái hoàn cảnh gì đó, cuối mà các em bị cái hoàn cảnh đó thì các em phải mà mở miệng ra mình nói gì ngay đó liền. Ok. Chứ mình đừng có để cho nó có cái cơ hội, mình mà muốn mà nói chuyện với nó hay muốn giao thiệp với nó đó, mình đừng có để cho nó có cái cơ hội mà nó đi qua đó, rồi xong cái mình không nói gì đó, rồi xong mình mất cái cơ hội đó. Bởi anh để cái mà video này đó cho các em thấy mặt của anh, rồi xong thấy mấy người ta đang đi ngang anh liền bây giờ đó. Các em để ý đó là mấy nhỏ mà nó không thích mình nữa, nó không bao giờ nó nhìn mình nữa nhau. Tại vì anh ngồi ở dưới đất á, ở nghề nè, để cho các em thấy ha. Đó. Không, như nhỏ này đó, nó đi ngang nữa không, nó không có mà lo lắng gì cho nó không có nhìn mình nữa, tại nó không có biết mình ở đây hay là nó không thích mình. Còn nhỏ nào mà đi ngang mà nó nhìn mình mà nó nhìn hoài, nó không có mà bỏ mắt qua chỗ khác đó, thì mình phải chấp nhận là nó thích mình, nó thích mình gì đó, thì mình phải mở miệng ra mình nói gì. Còn mình không nói gì đó là mình mất cái cơ hội đó. Nó có hai ba vấn đề mà để anh chia sẻ với các em á, mà các em có thể nói cốt mà mình gặp nhỏ gái mà nó thích mình gì đó, mà đi ngang nó nhìn mặt mình hoài á. Một cái đó là mình phải cái vấn đề mà cái lời mà mình mở miệng ra mình nói đó, nó có phải có vài quyết điểm. Cái quyết điểm đầu tiên đó là mình đừng có nói gì á để chinh phục nhỏ gái đó. Ok. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì đó là mình nói gì đó, mình đừng có cố tình mình nói gì đó để hạ cái giá trị mình trước mặt con nhỏ con gái đó. Đấy. Như vậy cái thứ ba đó là tốt hơn đó, mình nói cái lời nói gì đó mà nó làm cho con nhỏ con gái đó cười hay là mình giỡn chơi với nó đó, thì nó rất tốt hơn. Nhớ là mình đừng có mở miệng, đừng có bao giờ mình mở miệng ra mà mình nói chuyện với con gái đó, mà mình cố tình đó, mình mà chinh phục nó hay là mình sự mình mà tìm kiếm cái sự mà chấp nhận của nó. Ok.
Như thí dụ như mà anh mà không có mà vợ con đi, xong rồi anh muốn mà giao thiệp với con nhỏ con gái đó, thì anh sẽ nói mở miệng ra, anh dẫn chơi với nó, anh hỏi nó coi, ê mà nhìn gì đó, muốn mính lộn không, đúng không? Xong rồi cúng mà các em nghe cái lời đó thì các em sẽ nghĩ rằng lý do gì mà anh hỏi nó muốn quýnh lộn như mình, mình thấy mình nói gì đó và mình không có cười đó, ê mày muốn quýnh lộn tao, thì mình nói gì đó thì nó rất là vô duyên lắm. Còn mà mình cười, mình giỡn chơi á, mình nói ê nhìn gì đó muốn quýnh lộn hả, phải không, mình giỡn gì đó thì nó phát ra nó phát ra cái tính tình đó là cái giá trị cao. Để chờ nó nói xong hả? Ok, cũng mà mình nói gì đó, mình dẫn chơi gì đó, mình cười gì đó thì mình phát ra và cái giá trị mình cao á, mình không có lo lắng gì mà chinh phục nó hay là kiếm cái sự chấp nhận của nhỏ gái đó, thì cuối mình tránh khỏi được hai cái vấn đề đó, là tự nhiên cái giá trị mình nó lên cao hơn. Ok, thì một cái vấn đề khác mà mình có thể nói rằng là mình giỡn chơi nó, mình nói nó ê muốn chào hỏi anh đó thì mà mở miệng hay chào hỏi đừng có mà sợ lạnh, đúng không? Mình nói cái gì mình nói đó, tiếng Việt đó của mình giỡn chơi với con gái thì nó hơi khác hơn. Anh không có nhỏ lớn đó, anh ít có giao thiệp với mà con gái mà Việt Nam đó, bởi vì anh không có biết hết trơn mấy cái vấn đề mà mình có thể nói chuyện với mình, mấy cái câu nói mà mình nói với con gái được đó, mà nó không có mà tục tiểu hay nó không có mà mắc dạy á. Còn mà bên mà tiếng Mỹ đó, với lại tiếng Tây Ban Nha đó, thì anh biết đó, bởi vì anh giỡn chơi với mấy cái câu mà anh nói đó, có thể rằng là bên Mỹ này đó, với lại bên mà mấy nước mà Tây Ban Nha mà nó nói tiếng Tây Ban Nha đó, thì nó chấp nhận được, nó ok. Còn có thể rằng nó không có mà dùng trong bên mà nước Việt Nam mình được. Mà cái lời mà các em dùng đó, nhớ là miễn sao mình mà một cái là mình không có cố tình chinh phục nhỏ gái đó, với lại mình không mà tìm kiếm cái mà sự chấp nhận của nó. Với lại cái thứ ba đó, mình có cái tính tình dẫn chơi, mình vui vẻ đó, thì nó sẽ đưa cái sự giá trị của mình nó lên cao hơn. Ok, thì anh thấy mà nhỏ gái đi ngang qua lại nó nhìn ở ngoài đó, bởi vì mà anh thấy nó có cái bài học mà tốt để cho mà anh chia sẻ với các em đó. Mong rằng cái video này nó phụ các em đó, đừng có sợ hãi đó. Rồi xong mình nhớ ngay cúc mà mình mở miệng ra, mình nói chuyện với mình chào hỏi nhỏ gái đó, không nhiều khi á, nhiều đứa cúc mà mình còn nhỏ tuổi đó, mình sợ rằng á họ mà cười mình hay là gì đó. Em phải nhớ rằng á, con nhỏ con gái mà nó nhìn mình, nó thích mình á, trong lòng của nó đó, nó mong rằng á là mình có cái sự mà gan dạ đó để mình mở miệng ra, mình nói chuyện với nó, mình chào hỏi nó để cho nó có cái cơ hội nó giao thiệp với mình. Nhớ ngay cúc mà mình ra ngoài đường đó, con mình mà thích nhỏ con gái đó, mình phải nhớ rằng á là con nhỏ con gái đó có thể rằng nó thích mình nữa, mà mình không có mở miệng ra, mình nói chuyện với nó đó, mình chào hỏi nó đó, thì nó không bao giờ, con gái không bao giờ nó mở miệng ra trước để mà nói chuyện với mình nữa. Mình là người con trai, mình là người đàn ông đó, cái đó là cái trách nhiệm của mình, chứ không phải là cái trách nhiệm của mà nhỏ con gái hay người đàn bà. Ok, mong rằng cái video ngắn này nó phụ các em mà có cái sự mà gan dạ đó để mở miệng ra nói chuyện với con gái mà mình thích đó. Rồi xong rồi các em mà thấy mà có đứa bạn là bà con anh em nào mà sợ hãi không dám nói chuyện mà mở miệng ra nói chuyện với mà con gái mà họ thích đó, thì nên chia sẻ cái video này với họ. Xong các em thích cái video thì cho anh cái thumbs up, còn không thích thì cho anh cái mà thumbs down để anh biết, để đừng có tốn thời giờ để làm mấy cái video này nữa. Ok, thì cảm ơn các em nha. Xong có gì anh em mình gặp lại sau trong cái video khác.